Bộ Công Thương cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số người gọi điện hoặc email tới các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh bán hàng trực tuyến, tự xưng là công ty được ủy quyền và là cán bộ công chức hoạt động trong đơn vị thuộc ngành công thương, yêu cầu doanh nghiệp phải nộp số tiền 700.000 đồng để duy trì hoạt động của website bán hàng. Kẻ giả danh này thậm chí còn dọa nếu không nộp tiền và chuyển tiền, khai báo thông tin cá nhân theo hướng dẫn sẽ bị phạt số tiền lên đến vài chục triệu đồng. Trước thực trạng này, Bộ Công Thương khẳng định hoàn toàn không có chủ trương, cũng không ủy quyền cho bất cứ doanh nghiệp, cán bộ nào điện thoại, email, fax hay đến làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp liên quan đến nội dung trên. Ngoài ra, Bộ cũng không có bất cứ quy định nào liên quan đến việc thu phí bảo trì các website của công ty cũng như các website bán hàng. Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp nếu gặp phải tình trạng giả danh trên có thể phản ánh tới cơ quan công an các cấp hoặc Sở Công Thương các địa phương và Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng để kịp thời xử lý theo pháp luật.